Khởi nghiệp, một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, nơi phát hiện ra những doanh nhân thành công trên phạm vi toàn cầu. Giờ đây, AXN sẽ đưa chương trình đến với khán giả châu Á qua hình ảnh của một trong những doanh nhân thành đạt nhất khu vực, hãng hàng không, đội đua công thức 1, chuỗi khách sạn và một câu lạc bộ bóng đá. Tony Fernandes đang quản lý một đế chế trị giá hàng tỷ đô la. Để thực hiện giấc mơ của mình, hãy đăng ký ngay trên trang web của AXN.